Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Đội chủ nhà Leicester là những người thi đấu nổi bật hơn trong những phút đầu và họ đã nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 7. Xuất phát từ sai lầm của Granit Xhaka và Willian, Tielemans cướp được bóng và băng xuống bên hành lang cánh trái đối mặt với Beleno. Cầu thủ người Bỉ tung ra một cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp mở tỷ số cho trận đấu. Bị dẫn bàn, Arsenal dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 13, Nicolas Pepe ngã ra trong khu vực cấm địa của Leicester sau pha va chạm với Tielemans. Tuy nhiên sau khi xem lại va, trọng tài quyết định điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng 16m50 và Arsenal chỉ được hưởng một quả đá phạt ngay rìa vòng cấm. Tới phút 26, từ đường căng ngang vào trong của Tierney, Pepe tung chân dứt điểm nhưng đáng tiếc là không trúng tâm bóng và bị hậu vệ Leicester chặn lại. Từ một quả đá phạt bên cánh nền của Willian ở phút 40, David Luiz di chuyển thông minh đón bóng trước khi đánh đầu hiểm hóc về phía góc xa, gỡ hòa một đều cho Arsenal. Chỉ 4 phút sau, Pepe dứt điểm sát vòng cấm, bóng chạm tay của Ndidi, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định thổi penalty. Trên chấm 11m, Lacazette không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Tới phút 53, Pepe nhận bóng bên cánh phải, đâm thẳng vào khu cấm địa, sau đó nhận lại bóng từ đường truyền vào của Willian để dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Nhưng phút còn lại, Leicester đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Nhưng những đường lên bóng của họ không gây ra nguy hiểm cho hàng thủ của Arsenal. Kết quả chung cuộc 3-1 nghiêng về phía đội khách, pháo thủ tiến thêm một bước nữa để rút ngắn khoảng cách với top 6, trong khi Leicester vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cập bến Arsenal vào mùa hè 2019, tài năng trẻ Gabriel Martinelli lập tức gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn bằng những màn trình diễn ấn tượng. Tiền đạo người Brazil từng bỏ túi đến 10 pha lập công chỉ sau 26 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến anh phải ngồi ngoài điều trị kể từ tháng 6 năm ngoái. Sau khi hoàn toàn bình phục, những tưởng Martinelli sẽ tiếp tục chiếm được lòng tin từ huấn luyện viên Mikel Arteta. Tuy nhiên, trong bối cảnh thuyền trưởng pháo thủ đã tìm ra bộ khung phù hợp, anh đành tiếp tục chịu cảnh ngồi dự bị và trở thành phương án dự phòng cho các ngôi sao nơi hàng công. Phát biểu trước màn đụng độ với Leicester, huấn luyện viên Arteta thừa nhận rằng việc phải cạnh tranh một suất đá chính với những ông Aubameyang hay Lacazette khiến ngôi sao người Brazil khó thể tìm thấy cơ hội ra sân thường xuyên. Các cầu thủ đều đã nâng cao trình độ trong những tuần gần đây. Kể từ Giáng sinh, hàng công Arsenal đã mang đến cho chúng tôi một điều gì đó khác biệt. Lacazette đã cho chúng tôi một số tác động ấn tượng. Nicolas Pepe cũng vậy. Tôi thực sự hài lòng với Willian bởi cách cậu ấy tập luyện và cậu ấy đã bắt đầu đóng góp tích cực vào lối chơi chung. Còn về Martinelli, tôi biết cậu ấy rất thất vọng khi không được ra sân. Nhưng cậu ấy cần tận dụng cơ hội và nếu cậu ấy ra sân vào Chủ nhật, cậu ấy cần phải thể hiện như những người khác. Tiền vệ Willian mới đây đã bất ngờ thừa nhận anh rất muốn ở lại Chelsea và thương vụ chuyển nhượng đến Arsenal không hề dễ dàng về mặt tâm lý. Cầu thủ người Brazil đã rời Chelsea khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải năm ngoái. Sau đó, anh quyết định cập bến Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do. Willian là một cầu thủ quan trọng ở Chelsea, vì thế anh nhận được rất nhiều kỳ vọng tại sân Emirates. Nhưng sau màn ra mắt trong mơ ở trận đấu với Fulham, phong độ của Willian đã sa sút không phanh. Ngôi sao 32 tuổi chưa ghi bàn nào cho đội bóng mới và chỉ có 4 đường kiến tạo ở mùa giải này. Và mới đây, Willian thừa nhận việc rời khỏi Chelsea là một quyết định khó khăn đối với anh. Rất khó để đưa ra quyết định rời khỏi Chelsea, bởi vì như các bạn đã biết, thì sự kính đính giữa hai câu lạc bộ này là rất lớn. Tôi phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng, nói chuyện với vợ và người đại diện rất nhiều lần. Và một trong những lý do khiến tôi quyết định đến Arsenal là những buổi nói chuyện với Mikel Arteta. Ông thuyết phục tôi tới Arsenal vì đây là một dự án rất tuyệt, rằng đó sẽ là một quyết định rất tốt cho tôi và tôi sẽ trở thành một cầu thủ rất quan trọng trong đội hình. Ông ấy muốn thay đổi triết lý của câu lạc bộ, giúp Arsenal có thể cạnh tranh ở Premier League và chơi ở Champions League. Tôi đã có rất nhiều buổi thảo luận, nhiều buổi làm tôi hài lòng và đó là lý do tôi đưa ra quyết định này. Nhưng đó vẫn là một quyết định khó khăn và được cân nhắc rất kỹ. Tôi nghĩ nhiều cổ động viên sẽ đặt ra câu hỏi, nhưng phần lớn đều hiểu cho tôi vì tôi rời Chelsea khi đã chiến đấu hết sức và để mở mọi cánh cửa. Tất cả mọi người đều biết tình hình, tôi rất muốn ở lại Chelsea, nhưng cuối cùng chúng tôi không thống nhất được hợp đồng. Tôi đòi hỏi hợp đồng 3 năm, nhưng Chelsea chỉ trao cho có 2 năm. Mọi người đều biết câu chuyện rồi, và đó là lý do tôi phải ra đi. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.